Chào bà con, hôm nay mình làm một cái clip này mình chia sẻ đến bà con đi xem cho vui chơi. Hiện tại khu vườn của mình có cây phượng hoàng lửa bông như thế này, mỗi một đọt là một bông. Hầu như cái cây này nó có khoảng 7-8 bông, nó được 7-8 đọt là nó ra 7-8 bông. Bông nó nở liên tục, hết cái này tàn thì tới cái kia nó lại ra. Để mà cái cây mà nó có tốt, nó sung hơn, mình không nên chừa bông như vậy nha bà con. Mình chia sẻ cái này để bà con có trồng cây thì rút cái kinh nghiệm nuôi bông sẽ chậm lớn. Mình để nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cho cái bông hoài, thì đọt nó sẽ không ra. Đây, cái bông như bà con đang xem, như ví dụ như cái này nè. Từ lúc nó như thế này mà đến lúc nó tàn như cái bên này thì có khoảng 25 ngày nha bà con. Cây phượng hoàng lửa bà con đang xem trên màn hình là cái cây này, lúc cái bông mình có chụp hình lại lúc trước, thì hiện tại đến thời điểm này nó tầm khoảng 25 ngày nó chuẩn bị rớt, nó chuẩn bị rụng cánh bông. Đây, như cái này nè. Cái này là cái đầu tiên. Cái này là tiếp theo. Do là cái độ bền cánh bông nó rất là cứng, chân bông nó cũng cứng, cho nên là nó lâu tàn hơn, nó lâu rớt. Hôm nay mình lấy cái kéo ra mình xử nó luôn. Mình cho nó rớt trước khi nó tự động rụng, để nó khỏi phải nuôi. Như vậy mình cắt lúc thời điểm này là nó đã trễ rồi. Chứ nếu mà mình cảm thấy mà nó hơi xuống màu là mình cắt là được rồi. Nhưng mà mình do mình tiếc mình để những cái này mình cắt bỏ, không có chừa được. Nếu mà mình chừa thì nó sẽ mất sức cái cây. Cây phượng hoàng lửa này, cái bông nó khi nó nở rồi nó vẫn có trái luôn nha bà con. Đây nè. Cái trái này mình trồng có lên hay không thì cũng chẳng biết, mình chưa từng thử bao giờ. Những cái này mình nên cắt bỏ cho nó ra chồi mới. Chỗ mình, cái vết mình cắt là thường là sẽ ra được 2 đọt. Thì tiếp tục, ai mà muốn có dăm hôm thì sẽ cắt những cái chồi đó dăm thì nó sẽ tốt hơn là mình cắt ngang thân. Để khi mình cắt ngang thân thì nó không hay bằng một đọt. Mình cắt cái cây này hết luôn. Cây này được 4-5 bông. Khi mà cái độ tàn của nó, cái độ mà rớt cánh bông, từ lúc mà nó nở búp ra như thế này đến rớt cánh bông khoảng 2 tháng nha bà con. Như vậy đây, đến lúc mà nó rớt cánh hoa là khoảng 2 tháng. Phượng hoàng lửa của mình có cái 5 cánh nè. Cái hoa này được 5 cánh nhiều. Mình cắt thì thấy uổng quá, nhưng mà thôi mình cũng vẫn cắt. 5 cánh có, 6 cánh có luôn. Đây, hoa nó xì cây quá. Phượng hoàng lửa của mình á, mình bỏ cái kali vô với lại phân lân vô là nó sẽ tự động nó ra bông, không cần phải xử lý. Bà con xử lý để thuốc này kia cho nó sựng cây lại, đừng nó ra bông thì cây nó sẽ chậm phát triển khi hết đợt bông đó. Cây này mình chưa cắt nó ra đọt nữa nè, quá êm. Mình chủ yếu mình trồng để mà mình có đọt mình nhân giống, mà nó ra bông thì thôi mình để bông mình chơi một thời gian. Thì cái này là nó từ khoảng hôm tết là nó có khoảng cỡ này nè. Mình có đăng một cái clip lên là mình nói là nó không có nở kịp tết cỡ này, chỉ có một cái thì nó khoảng tầm này nè. Lúc khoảng mùng 2, mùng 3 tết thì nó mới có như vậy thôi.
mà cái là của cái đợt mình mới cắt này nè nha. Thì cho đến ngày hôm nay là nó hơn tháng mấy rồi, 2 tháng luôn rồi, nó mới bắt đầu nó rụng những cái bông đầu tiên của lúc đó nó nở. Còn hiện tại cây này là cây khác nha bà con, cây khác. Mình cũng vẫn chừa cái cây này lại luôn, chừa bông trên. Mình sẽ cắt mấy cái cây giống như này, cắt mấy cái bông này hết, không cho mày nở. Cái này mình cắt bỏ. Nếu mà nuôi mấy cái bông này nữa nó xì cây lắm. Bỏ luôn. Cái này chắc ướp bông. Bỏ luôn. Nó mà chịu ra bông rồi, nó ra bông nguyên một lọt. Đọt nào cũng ra hết. Phụng hoàng lửa của mình là phụng hoàng lửa ở đâu không biết, chứ phụng hoàng lửa của mình để ý rồi sao nó ra bông quá trời luôn nè mọi người. Đây nè. Bỏ luôn. Cây này hồi đó mình cũng có đăng bài, mình giao lưu, mình chia sẻ cho bà con, nhưng mà bà con hình như là nói giá cao như thế nào đó sao không biết, thì cũng có một số anh em không có liên hệ, thôi mình để lại. Nhân giờ ra bông quá. Còn đây là cây hoàng kim thái. Mình sẽ cắt cái bông này và bỏ luôn. Ở bên đây nha. Cắt bông mai mốt cho nó lên đọt. Đọt hết luôn. Đây nữa nè. Hoàng kim thái cho lên đường. Còn anh này thì chừa anh lại cho nó bông đẹp chơi. Cái này bông rần già cắt luôn. Bông này nó cũng gần rụng rồi, gần tàn rồi. Cho lên đường. Lên đường luôn. Còn một số cây cái này cũng đang có bông, mình cho lên đường luôn. Bông vậy thì bông vậy nó cũng chưa có nở hết nè nghe bà con. Đấy, còn búp nữa. Như bông này bà con thấy nó cũng vẫn còn đang chuẩn bị nở. Số này nó mới nở hơi ra. Đa số đây 5 cánh. Đây 5 cánh. Bằng lửa bông nó rất, cánh bông rất là cứng. 5 cánh lâu đàn. Đây mình cắt cái cây này nữa. Mình thấy bông là mình cắt hết. Tại vì mình cắt bằng cái kéo này đấy, nó có cái đầu nhọn nhọn, mình chĩa vô. Chừa là mấy cái tược non dưới này lên. Tại khi mình cắt bằng kéo cắt kiển đứt cái đọt nó ổn. Mình mới nhấp bằng cái này, còn nếu không mình cầm mình lại. Đó. Vậy là cho nó lên đường hết. Không có chừa. Đây nha. Ra bông quá trời luôn rồi. Một tay cầm hơi khó. Xong phim. Luôn. Hôm nay mình chia sẻ cho bà con xem cho vui mắt thôi. Đây là mấy cây giống của mình. Giống sen Diễn Châu, phụng hoàng cam, phụng hoàng lửa, phụng hoàng kim. Với mấy cây đây là mỹ đỏ Tiền Giang. Đang bông quá trời luôn. Thật ra cái này nó xiên bông quá trời luôn mọi người. Loại mỹ đỏ Tiền Giang là loại cánh tròn bầu bự nha. Của mình, vườn của mình là cánh bầu bự, nó có loại. Có một số vườn nó cánh nhỏ. Mình cắt cái này nó ra đọt, ra bông liên tục. Cắt là nó ra bông, cắt là ra bông. Ra mà lớn không nổi luôn. Mỹ đỏ Tiền Giang.
bông rộ mé hết. Cắt hết không chừa, cắt một dải khác. Luôn bông quá đẹp luôn mọi người ơi, đỏ hết. Kia là mấy cây ghép của mình, còn đây cho lên đường hết. Đây nữa này, làm sao mà để được. Bà con nào mà có yêu thích những cây gì đó mà muốn giao lưu cây hay cây chơi thì cứ liên hệ với mình, mình chia sẻ cho. Cây pháp, pháp hường đang bông này, bây giờ cắt sao giờ đây, bông mới bông cũ tùm lum hết, cắt ngang đây bỏ luôn. Tược bắn khúng khúng lại, cắt bỏ tược khủng chắc bông lên quá đẹp. Thôi mình chia sẻ cái đoạn mình cắt hoa đến đây tạm dừng cho bà con chiêm ngưỡng nhiêu đi thôi. Không gà đi la dạo vườn của khách này, quay vườn nhà của mình có một số cây nó trỗi trội vậy đó. Bà con nào có yêu thích những cái dòng cây bông trang thì liên hệ với mình nha bà con. Rồi cái bye bà con nha. Hẹn bà con vào những cái clip khác.